Bây giờ là tháng 11 âm lịch. Cắt thế này để cho nó xử lý cho sang năm nó ra hoa nhiều. Đây, cắt ở đây. Sang năm hoa nó sẽ ra ở những cái đầu cành như này. Sẽ ra nhiều hoa ở cái đầu cành. Đây là cái kỹ thuật mà xử lý cho bụi ra hoa. Năng suất cao. Khi nào nó ra hoa mình sẽ quay cho mọi người xem. Cây bưởi này đã được 4 năm nhá. Năm ngoái nữa, năm nay nó đã bói rồi. Sang năm thì cho nó sẽ cho doanh thu là khá lớn đây. Khoảng độ vài chục quả. Cây này nó phải đeo được khoảng độ 4 đến 50 quả trên một cây. Đây là giống bưởi hoàng nhá mọi người nhá. Khi đến tháng 9 thì nó đã được thu hoạch rồi, ăn nó rất ngon rồi. Đây, sau này những cái cành bẹ này nó sẽ ra hoa rất là nhiều.